các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Sách Hay, nơi ghi lại những cảm nhận, đúc rút của người đọc sách, lan tỏa giá trị từ sách đến cộng đồng. Mến chào các bạn. Hãy thử nghĩ xem nếu bạn chưa có đủ kiến thức và kỹ năng, lại không có tiền, không có địa vị để theo đuổi các khóa học chất lượng. Vậy giải pháp cho bạn là gì? Đó là sách, một lợi thế siêu việt, một phát minh vĩ đại của loài người. Cuốn sách hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn, Tiền, làm chủ cuộc chơi của Tony Robbins. Cuốn sách này là những ghi chép của tác giả khi ông phỏng vấn những người giàu có trên thế giới. Đôi nét về Tony Robbins, ông xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Cái đói và cảnh bị đòi nợ ám ảnh ông gần như mỗi ngày. Với nghị lực phi thường kèm theo sự bứt phá không ngừng, ông đạt đến mốc triệu phú đô la ở tuổi 24. Một ước mơ xa xỉ của ông khi còn nhỏ không phải là biệt thự, ô tô, mà là ông muốn gửi tặng những suất ăn miễn phí đến những người nghèo trong ngày lễ tạ ơn, để tri ân những người đã cho gia đình ông đồ ăn khi còn nghèo đói. Thực tế là mỗi năm ông đã cung cấp rất nhiều nước sạch và thức ăn cho trẻ em nghèo trên toàn thế giới. Quay lại nội dung của cuốn sách này, vậy bí quyết quản lý tài sản của những người giàu là gì? Làm cách nào mà họ ngày càng giàu thêm? Trong cuốn sách này mình muốn nhấn mạnh hai ý chính mà mình rất tâm đắc và nó rất hữu dụng đối với những người ít tài sản như mình. Một là con số ước mơ của bạn đáng giá bao nhiêu tiền? Cuốn sách này trình bày 5 cấp độ tài chính mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Nhưng mình sẽ rút gọn lại thành một con số duy nhất. Và tất nhiên trong mỗi chúng ta bắt buộc phải đạt đến con số này vì nó sẽ khiến bạn cảm thấy an toàn khi không lo nghĩ về các hóa đơn hàng tháng. Nghe thật thú vị đúng không nào? Bạn đang nghĩ rằng mình cần phải có 1 triệu đô la? Hay bạn đang nghĩ rằng mình cần phải có cả 10 tỷ để được an toàn? Hãy vào bài tập đơn giản này nhé. Tính toán con số tối thiểu mà bạn cần hàng tháng là bao nhiêu? Ví dụ, mình cần tối thiểu khoảng 15 triệu một tháng để có thể chi trả các hóa đơn, điện, nước, thuê nhà, học hành, du lịch, thực phẩm. Hãy nhân con số đó cho 12 tháng. Bạn sẽ cần tối thiểu một năm khoảng 180 triệu. Lấy con số này nhân tiếp cho 100 và chia nó cho lãi suất thấp nhất mà bạn tham khảo trên thị trường. Mình sẽ lấy con số lãi suất an toàn nhất hiện nay là lãi suất ngân hàng 5%. Vậy chúng ta sẽ được con số là 180 nhân cho 100 và chia cho 5. Bạn sẽ ra con số là 3 tỷ 600 triệu. Khi có 3 tỷ 600 triệu với lãi suất 5% một năm thì bạn sẽ có 180 triệu một năm. Chia ra bạn sẽ có 15 triệu một tháng. Con số này sẽ giúp cho bạn không cần phải nghĩ về các hóa đơn hàng tháng nữa. Rõ ràng nó sẽ ít hơn nhiều so với con số ban đầu mà bạn suy nghĩ. 2. Là phân bổ tài sản thế nào để bạn có thể ngủ ngon mỗi tối. Rõ ràng là để tiền trong ngân hàng thì sẽ khiến bạn lo lắng về sự mất giá của đồng tiền. Nhưng đầu tư hết khi thị trường khủng hoảng như tháng 3 năm 2020 vừa rồi, làm sao bạn có thể rút tiền ra để chi tiêu? Nghe đến đây thì bạn sẽ thấy tầm quan trọng của việc phân bổ tài sản thế nào là rất quan trọng. Hãy để mình chia sẻ thực tế của bản thân mình nhé. Ví dụ mình có 1 tỷ tiền mặt. Mình sẽ phân bổ 500 triệu vào đất ở tỉnh, 100 triệu tiền mặt, 400 triệu vào thị trường chứng khoán. Ở đây mình đang phân bổ tài sản với tỷ lệ 50% vào đất, 10% tiền mặt và 40% chứng khoán. Sau 6 tháng mình kiểm tra lại, nếu tổng tài sản của mình thay đổi như sau: đất sẽ tăng giá 700 triệu, tổng tiền mặt 150 triệu, chứng khoán sụt giảm còn 150 triệu, mình sẽ làm gì? Mình sẽ bán miếng đất đó đi để mua miếng đất khác rẻ hơn, phân bổ lại theo tỷ lệ ban đầu mình đã định sẵn là 50% vào đất, 10% tiền mặt và 40% chứng khoán. Nếu bạn xem qua video review sách Payback Time, ngày đòi nợ của mình đã viết cách đây khoảng 2 tháng trước, chúng ta sẽ mua cổ phiếu khi thị trường sụt giảm và sẽ bán chứng khoán khi thị trường tăng giá. Trên đây là hai ý tưởng ngắn gọn kèm với trải nghiệm thực tế của bản thân mình gửi đến các bạn. Nhưng ý tưởng này vẫn chỉ là ý tưởng khi ta vẫn chưa thực hiện nó. Hy vọng bạn cũng sẽ áp dụng vào thực tế của chính bản thân mình để thưởng thức những ngày tháng tươi đẹp của cuộc sống này. Cấy Nền Radio xin mến chào các bạn. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây, cấy nền không lan xa.